Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sẽ bị tịch thu chiếc smartphone Android yêu quý mà ông thường dùng để lướt Twitter. Thay vào đó, ông sẽ sử dụng một chiếc điện thoại thông minh khác có tính bảo mật và mã hóa cao hơn do Sở Mật vụ Mỹ cung cấp. Hiện không rõ ông Trump có phải sử dụng một chiếc BlackBerry giống như ông Obama hay không, nhưng có vẻ như ông sẽ phải bắt buộc thay số điện thoại mới. Bảo tàng Newsom đã đề nghị đưa chiếc smartphone Android của ông Trump vào bộ sưu tập nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.